Xin được kính chào quý cô bác anh chị và các bạn trong nhà ngoài nước đã đến với kênh Minh Chí TV. Chào cả nhà, chào cô bác anh chị ha. Thì lời đầu tiên chúc cô bác anh chị cả nhà mình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mọi điều bình an. Kính thưa cả nhà, thì tình hình hiện nay thì rất là tình hình của anh chị ơi, tình hình căng quá, quá căng quá anh chị ơi. Thì mới đọc báo, coi như là anh em cũng gửi link mới đọc báo xong cô bác anh chị ơi. Thì nhiều ý kiến anh em bình luận nói là bài báo này là anh em nói là báo viết thì đúng rồi nha. Nhưng mà theo ý kiến riêng của mình là một độc giả, mình có quyền lên tiếng hay không anh chị? Đối với bài báo này thì cái tính công tâm và tính khách quan nó có hay không, và cái tốc độ chính xác nó đã hoàn thiện hay chưa hả các anh chị? Báo chí cũng chỉ là một cái cơ quan ngôn luận thôi của anh chị ha, và chúng ta biết rằng là báo chí cũng bị cơ quan chức năng xử phạt bình thường ha. Chỉ có pháp luật là trên hết ha, thượng tôn pháp luật, và cơ quan chức năng mới có quyền quyết định xử lý một tổ chức hay một cá nhân. Tuy nhiên thì hôm nay có một bài báo như thế này thì nó hơi bị căng. Bài báo bây giờ là coi như là không biết có cái ý gì ha, mà viết coi như là theo quan điểm của mình là chưa được công tâm khách quan, chưa có chính xác, cái độ chính xác chưa chuẩn 100% hay quan gì. Thì cụ thể là như thế nào thì một lát khi này mà em chia sẻ cái bài viết bài báo này á, thì em sẽ nói cái ý kiến em vừa nói là không được công tâm khách quan và chưa chuẩn ở chỗ nào hen quá anh chị, mà cả nhà cùng nghe nha. Báo nào thì em cũng không có tiện nêu làm gì quá chị ha, tại vì báo này là nói người ta câu like câu view thì báo này chắc không cần like, cần view, không cần người xem đâu, nên mình cũng không nên giới thiệu làm chi ha. Cụ thể là cái tiêu đề bài viết: vụ bà Nguyễn Phương Hằng các chủ kênh ăn theo cũng xúc phạm danh dự nhân phẩm. Thì mình không hiểu là các chủ kênh ăn theo là như thế nào ha, chủ kênh ăn theo là ai ha. Nói như vậy thì có mang tính là quy chụp hết tất cả hay không, và những cái người mà ăn theo mà nói đúng, có cơ sở, nói những cái điều tốt, những cái điều mà đúng của bà Nguyễn Phương Hằng, thì có phải gọi là ăn theo hay không? Và những cái người mà đưa những thông tin không đúng về bà Hằng, về công ty của bà Hằng, rồi quỹ từ thiện hàng ngũ của bà Hằng, thì có phải là gọi là ăn theo hay không? Ở đây tôi thấy là cái báo này là coi như có hơi hướng là coi như là đứng về một cái cô ca sĩ hay có gì, mà tôi không biết là cô ca sĩ này đã đóng góp được những gì cho đất nước. Trong khi đó thì bà Hằng bà đã có những cái đóng góp phải gọi là coi như là công đức vô lượng, rất là lớn. Báo công an gì công an nhân dân online cũng đã có một bài viết nói là bà Hằng và chú Dũng là đã có những cái hoạt động từ thiện thiện nguyện có hiệu quả rất lớn và có tính pháp lý cao ha các anh chị. Nói chung cái quỹ người ta hoạt động theo pháp luật mà các anh chị ha, thì sao ha? Một năm doanh nghiệp người ta là đóng góp cho quỹ đóng thuế đó, các anh chị đóng 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 vào góp cho đất nước đó là cả trăm cả chục tỷ đồng ha? Hàng ngàn tỷ đồng đóng thuế đó các anh chị. Rồi ngoài ra những cái việc làm công đức vô lượng như là từ cái quỹ mà trích từ cái lợi nhuận hoạt động của công ty của người ta, như là làm quỹ mổ tim, quỹ oxy trong thời điểm mà coi như là đất nước gặp khó khăn về dịch bệnh, rồi cứu được hàng trăm hàng ngàn bé, rồi xây cầu, xây trường, xây đường đó, rồi ôi rồi quỹ hàng lương, rồi quỹ giờ vàng này kia. Không biết là anh phóng viên này anh có đi nghiên cứu và anh có đưa những thông tin này lên hay không. Viết báo là phải công tâm khách quan xây chiều. Ngày xưa tôi nghe nói là Bác Hồ nói là nhà báo là một cũng là một chiến sĩ cách mạng trên mặt trận văn hóa đó, nên làm sao là để cho xứng đáng là một chiến sĩ như Bác Hồ đã nói nghe các anh chị. Thì ở đây chúng ta coi như là trên tinh thần thượng tôn pháp luật nha, chúng ta nói thì nói các anh chị không được công kích vào một cơ quan chức năng, cơ quan báo chí không các anh chị nha. Bản chất bản thân của một tờ báo hoặc là một cơ quan tổ chức là họ không có sai nghe các anh chị, có sai chỉ là một cá nhân nào đó thôi nghe có vậy. Ví dụ như Bộ Y tế là không thể nào mà Việt Nam không có Bộ Y tế không có chị nghe. Bộ Y tế là không thể nào mà sai được, có sai là vừa rồi ông Long đó, ông Bộ trưởng Bộ Y tế là ông sai thôi nghe có chị nha.
Bộ Y tế, nếu mà thời điểm dịch vừa rồi mà không có Bộ Y tế thì chúng ta nghĩ coi đất nước chúng ta sẽ đi về đâu nha. Rồi mà cả nhà. Rồi bài báo viết tiếp theo có nội dung như vậy. Đây là nhóm giữ vai trò trợ lý thư ký xuyên suốt trong quá trình bà Hằng live stream cho đến khi bị khởi tố bắt tạm giam. Cạnh đó, những video clip của các cá nhân chủ kênh ăn theo các buổi live stream trên theo tố cáo của các nạn nhân là nhằm thu hút người xem, thu lợi bất chính bằng cách chạy quảng cáo, cũng ra sức miệt thị xúc phạm người khác một cách công khai. Tôi không hiểu là phóng viên coi như là làm việc á, thì có ký hợp đồng lao động hay không em, hay là theo chế độ công chức viên chức gì đó. Thì trong cái hợp đồng lao động thì xưa tôi cũng làm bên tổ chức đó, tôi cũng biết trong cái hợp đồng lao động lúc nào cũng có ràng buộc cái câu là chấp hành mọi mệnh lệnh chỉ đạo của cấp trên hen các anh chị, miễn là những nhiệm vụ đó không vi phạm pháp luật hen các anh chị nha. Thì một nhân viên vô làm việc công ty cũng vậy thôi, bao giờ họ cũng ràng vào cái câu đó hen các anh chị. Không phải là làm cụ thể nhưng bây giờ nêu ra hết được đâu các anh chị. Có những cái công việc mà nó phát sinh mà bây giờ ship mà không chỉ đạo được thì làm sao mà điều hành hoạt động của công ty của các anh chị ha. Nên cái vấn đề mà họ chuẩn bị hay là làm những cái công việc mà theo ship mình chỉ đạo, bây giờ ở đây là bà Hằng là bà ship tổng mà đó, bây giờ nếu mà họ không nghe sự chỉ đạo của bà Hằng thì lúc đó thì người thân họ ai lo, chồng họ ai lo, con họ ai lo, cha mẹ họ ai lo khi mà họ mất việc làm trong thời điểm dịch bệnh nữa. Trong nhóm trợ lý đắc lực của bị can Nguyễn Phương Hằng phải kể đến các ông bà Huỳnh Công Tân, bà Hà, bà Nhi. Những người này giữ vai trò trợ lý thư ký xuyên suốt quá trình bà Hằng livestream. Trời đất ơi, thì cũng bình thường thôi, người ta là nhân viên thì người ta làm trợ lý thư ký thì cũng chuyện bình thường thôi. Tôi không hiểu là cái như là anh phóng viên này anh biết là vậy là có ý gì. Những người này còn giúp bà Hằng quản lý 12 kênh trang mạng xã hội, lên kịch bản mời khách trong các buổi livestream của bà Hằng, tham gia phát tán trực tiếp nhiều thông tin với nội dung ngôn từ sai sự thật, xúc phạm danh dự nhân phẩm nhiều cá nhân tổ chức. Không biết là coi như là hiện nay là bà Hằng bả mới coi như là bị truy tố, đề nghị bên bên công an, người ta đề nghị qua bên viện kiểm sát đó là liên quan đến tổ nha gì, liên quan đến cá nhân thôi, mà tổ chức là ai vậy ta, là tổ chức nào hả? Thì tôi cũng không hiểu, nên cái này là có chính xác hay chưa ha, chừng nào cái như cơ quan chức năng mà có kết luận là bàn xúc phạm đến tổ chức này kia, danh dự nhân phẩm của tổ chức này kia thì mới kết luận như vậy. Ở viết bài anh phóng viên này anh viết thì mình không hiểu sao mà cái như là chưa có kết luận của bên cơ quan chức năng mà anh là cái như đưa nội dung như thế này. Còn cái vấn đề mà bàn bà chỉ đạo nhân viên của bà thì coi như là nhân viên bây giờ không chấp hành thì mất việc thôi đó, mất việc thì coi như là không có việc làm, không có thu nhập thì đói nhăn răng. Như vậy thì chắc anh phóng viên mới chịu nè. Rồi ha. Hai gì đó à, gì à, hai bà này còn chuẩn bị tài liệu hệ thống kỹ thuật âm thanh ánh sáng máy chiếu cập nhật câu hỏi bình luận của cộng đồng mạng để bà Hằng trả lời. Chuẩn bị tài liệu bây giờ lính mà không lẽ coi như là ship chuẩn cái chỉ đạo chuẩn bị tài liệu rồi hệ thống âm thanh ánh sáng là coi như không được hay sao hả? Ở đây có, chắc cũng có nhiều của mấy anh chị cũng là ship là làm giám đốc ban giám đốc này kia rồi trưởng phòng này kia, bây giờ mà coi như là những công việc như thế này mà không được quyền chỉ đạo kêu lính làm, không ra tự mình tự làm. Trời, ở đây nói là bà Hà là thư ký ruột luôn kia, luôn đi cùng bà Hà. Tôi thấy cái này cái chữ ruột dùng chơi chữ để trong mặt kép nữa. Rồi tiếp cả nhà. Rồi còn nói là ông Tân giữ vai trò thư ký phụ trách MC dẫn chương trình, dẫn dắt câu chuyện trong các buổi livestream của bị can Nguyễn Phương Hằng. Ngoài ra ông Tân còn sử dụng hình ảnh trong các video clip trên trang YouTube cá nhân để chèn phần âm thanh cho do mình bình luận vào, với những ngôn từ thô tục xúc phạm nặng nề nhân cách
của những người được ông này nêu tên. Như trong clip cuộc đua chó và ngựa tại trường đua Đại Nam được ông Tăng đăng trên trang YouTube cá nhân, ông này đã đặt tên các cá nhân như gì, trời ơi, người ta lấy cái tên ghép vào một cái con vật thôi ha. Ở nhà tôi thấy là nhiều người người ta cũng lấy tên đặt cho con vật đó, bây giờ không lẽ như vậy là coi như là xúc phạm uy tín danh dự hết hay sao? Vậy thì cái cô nhà báo luật sư gì đó, cô bà báo luật sư Hằng Nghi lúc trước là có nói là siết khỉ này kia đó ha, thì như vậy là có xúc phạm uy tín danh dự không ta hả? Ở này căng à, thì cái vụ này là quy định lực tại điều khoản nào điểm nào mà quy định là không được lấy tên người đặt cho tên con vật, thì cũng nhờ là coi như là nhà báo phóng viên nêu ra để cho người dân được rõ hơn, để người dân sau này rút kinh nghiệm nếu mà sử dụng này thì có thể là làm tiền lệ đó ha. Nhiều khi là coi như là tôi thấy ở đây có nhiều dưới quê như vậy đó, nhiều người đặt tên đó bi này kia đó, đặt tên chó là con bi này kia đó. Mai mốt cái ông nào tên bi là ông đi giác đơn, ông đi kiện hết luôn á, tới công chuyện luôn ha. Mốt chắc là tòa án chắc là coi như là không không thiếu việc làm đâu, quá vậy chắc là làm không xể luôn á. Rồi tha hồ bịa đặt thó mạ để giật gân câu view. Xin thưa ha, coi như là nếu mà nói vậy thì nhà báo phóng viên nhà báo có đi xem những cái kênh bên kia giật gân thó mạ một CEO đang là một cái giám đốc, tổng giám đốc của một công ty lớn có nhiều đóng góp cho cộng đồng xã hội hay không hả? Tôi không, nếu mà coi như là nhà báo phóng viên không biết thì tôi xin nhắc một số tên, một số kênh mà tôi thấy coi như là nó trang mắm tôm đó, coi như là trước đây coi như là sau này luôn á, có dùng những cái lời lẽ mà coi như tôi thiệt á, còn thối hơn mắm tôm nữa nha. Rồi không tin thì đi xem đi, Bảy Gà nè, những kênh như Bảy Gà nè, Kim Mao nè, rồi bà Duyên Mai Mai gì đó, thì đó đi coi đi, thiếu gì, bà Diệp Già gì ở dưới Đồng Nai đó, rồi những cái kênh như là luật sư Thủ Kho nè, Trần Thanh nè, rồi nhà báo luật sư gì đó, hàng hà đa số đó, rất là nhiều, đó. Những kênh đó đưa thông tin không đúng về một doanh nghiệp, về một cá nhân, người ta đang là CEO của một cái tổng công ty lớn, đó. Thì sao? Tôi cần cái sự công tâm khách quan đa chiều xoay chiều của phóng viên ha. Tiếp theo ở nhà nha, tiếp theo ở nhà nha, và ở đây chỗ này nè của anh chị, nhà báo phóng viên hình như là coi như là chưa có nghiên cứu kỹ sâu, và tôi thấy cái vấn đề mà đưa tới thông tin thế này là chưa đúng lắm. Đây nè, như bà Quỳnh Như chủ kênh Lang Thang Đường Phố. Ở đây là người ta để trong ngoặc kép chơi chữ đó quá trời nha. Thì người dân người ta mà bây giờ mình viết báo mình phải coi như bình dân đi để cho dễ hiểu, chứ tôi biết là đưa trong ngoặc kép là để cái câu đó là coi như là chưa có khẳng định xác định ha. Nhưng mà viết như vậy thì rất là nhiều cô chú anh chị là những người người ta coi như là nông dân, là người ta bình thường thôi, chất phát thật thà, người ta đâu có hiểu nghĩa ý cái như cái trong cây này câu này có ý khác như đâu đâu. Người ta chỉ nghĩ là người ta hỏi là tôi đi gặp nè, người ta có hỏi là ủa sao mà Quỳnh Như mà là chủ kênh này được. Nên cái này là coi như là chưa chính xác ha. Mặc dù để trong mặt kép nha. Nên coi như là nhà báo phóng viên nhiều chữ nên chơi chữ hơi bị dữ. Trong clip ca sĩ Lầu Xanh và sự im lặng chuẩn bị cho cuộc chiến mới, hay Jimmy Quỳnh trong clip có phải CEO bị bắt vì VN hả? Diêm Quỳnh gì? Diêm Quỳnh view hả? Diêm Quỳnh view hả? Là sao? New chứ. Có đoạn nói: và hình như tôi đọc sơ sơ thì tôi thấy trong này cô cũng hù luôn. Cô ca sĩ này cực kỳ mất dạy luôn. Không biết được bao nhiêu tuổi. Không biết được bao nhiêu tuổi đầu mà trên trang cá nhân của mình mà kêu người ủng hộ chị Hằng là con với cháu không à. Gì kỳ vậy? Cái chỗ này là như là xúc phạm uy tín danh dự hả? Là sao? Là sao? Cái cô đó là cái gì nhỏ tuổi hơn tôi nữa, cô ca sĩ Đồng Xanh Đồng Ruộng nhỏ tuổi hơn tôi nữa các anh chị.
mà kêu thiệt fan cô Hằng là có những người đáng tuổi ông tuổi bà luôn á nha, chứ không phải đơn giản đâu, có người là U80 U90 luôn á nha, chứ không phải đơn giản đâu. Mà mình là coi như là còn nhỏ mà láo, mà nếu mà nói cái câu mà coi như là thầy Diêm Minh Quỳnh mà nói câu mà mất dạy này kia mà cái bây giờ quy ra là xúc phạm uy tín danh dự, chắc cái này coi như là chắc mai mốt thì chắc xử mà không chắc không hết vụ quá các bác chị ha. Ở ngoài đời của bác chị là bác chị thấy là đầy luôn ha, có những người ta gặp có những cái đứa trẻ hoặc là những cái thanh niên nào đó nó có hành động mà coi như là không đẹp đó thì ta thường nói là mất dạy này kia, rồi đất cơ mai mốt coi như là mấy thằng đó nó kiện lại kiện đầy luôn, có tiền lệ rồi ha quá chị, mình không hiểu luôn cái này là đầy luôn á chị ha, đầy luôn. Chúng ta cái như hoặc là khi có những cái người lớn là người ta coi như là có va chạm với người trẻ, thường thường người ta dùng là cái từ mất dạy này kia đầy ha. Rồi rồi căng quá ha. Nhà báo là viết như thế này thì cái mai mốt chắc là coi như là cái xử vụ việc liên quan đến việc nó mất dạy, mà cái này có mất dạy không có anh chị hả, nhỏ mà coi như kêu người lớn mà là con là cháu, ở Việt Nam chúng ta là có xưng hô rõ ràng nha, ông bà rồi chú bác cô chú dì rồi rõ ràng phân cấp rõ ràng nha, anh chị rồi coi như là dì dượng này kia rõ ràng có chị, chứ không phải là coi như về quen rồi sống ở nước ngoài coi như chỉ có du với mi du với mi thôi nha. Thì mình không hiểu luôn cái này là coi như là xúc phạm uy tín danh dự chỗ nào luôn ha. Rồi tiếp, những con người mang danh là nghệ sĩ xưng mình là nghệ sĩ mà không hề biết cái tiêu chuẩn của nghệ sĩ là gì, cái từ nghệ sĩ nó đáng trân trọng lắm, tôi thấy rất là nhiều người trong showbiz không xứng đáng, không xứng tầm, không đủ tư cách để mang trên người hai từ gọi là nghệ sĩ. Trời đất ơi, cái chỗ này thì cũng đâu có gì đâu đó, cái này là người ta nêu cái cá biệt thôi mà đó, người ta nêu cái cá biệt thôi mà chứ đâu phải là người ta mang tính quy chụp hết đâu. Trời đất ơi, thì bây giờ giống như hai cái ông vừa rồi đi húp sò Tây ở Tây Ban Nha đó, có xứng đáng là nghệ sĩ hay không hả? Rồi có những người nghệ sĩ mà kêu khán giả là con ngu thằng ngục, như vậy có xứng đáng nghệ sĩ hay không hả? Rồi đó giờ lúc trước là cái có cái ông gì đó ông gì mà phá nó gì phó hiệu trưởng một cái trường mà cái gì đó, thì ổng lên nói những lời thô tục coi như là mất chức luôn rồi, về giường luôn rồi đó, ông Hải gì đó, ông Hải gì đó, ông Đức Hải hả, như vậy là có xứng đáng nghệ sĩ hay không, rất nhiều cái trường hợp khác. Và là một người nghệ sĩ là coi như là đi kêu gọi tiền từ thiện, nói về pháp luật thì không vi phạm rồi, tại luật pháp coi như là không bao giờ mà coi như là họ theo kê, là luật pháp theo kịp thực tế của anh chị ha, cái này là chúng ta không thể nào bàn bàn cãi được rồi. Coi như trừ các cái cuộc sống thực tế chúng ta nó luôn vận hành và luôn thay đổi, nên mà luật pháp thì nó phải nói là khô cứng và nó có quy định cụ thể rõ ràng, nên coi như là không thể nào mà nó theo kịp được. Còn về vấn đề đạo đức thì tôi nói luôn nè ha, xin lúc ngặt chứ không xin lúc nghèo. Kêu gọi tiền từ thiện nói là nói hay như vậy đó, nói hay như vậy đó, lúc mà bà con ở ngoài là màn trời chiếu đất, một nắm khi đói bằng một gói khi no, thì lại không ra đem tiền ra mười mấy tỷ ra mà để cái nhà tới mùa nắng mới ra, như vậy là đúng hay sai, về mặt đạo đức thì đúng hay sai, có xứng đáng là một người nghệ sĩ hay không hả? Đó đó là một số vấn đề mà tôi nêu ra cho thấy là có anh chị, không phải là tất cả bằng một bài báo là viết đúng hết, có những cô bác chị thấy rồi đó, báo pháp luật Việt Nam cũng bị xử phạt rất là nặng, có chị mấy trăm triệu và gia đình bản coi như là hình như là nửa tháng hàng tháng gì đó, đó là coi như là cấm hoạt động hay gì này kia đó, đó không phải đơn giản của anh chị đó. Nên là nhiều anh em bình luận nói là chính xác chuẩn đúng rồi, có những cái chưa chuẩn chưa đúng chưa công tâm chưa khách quan, chúng ta là độc giả chúng ta có quyền có nêu lên ý kiến cá nhân của mình ha. Đó mà mình cũng chia sẻ rồi ha, có sai là một cá nhân nữa sai chứ chứ cái bản chất cái tờ báo đó là không sai em qua anh chị, em đã ví dụ rồi ha ha. Rồi cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Cái này thì bên ban tuyên giáo trung ương tạp chí tuyên giáo cũng đã coi như là nhắc nhở chúng ta rồi, có những nhà báo hai mặt rồi có những nhà báo rồi coi như là
ban ngày đi viết báo, rồi chiều về viết Facebook người ta tút này kia, mà đưa những cái tư tưởng, những cái điều mà không đúng lên cái trang Facebook, trong khi mình là một cái nhà báo. Nói chung là cô bác anh chị phải, chúng ta phải hiểu hiểu vấn đề ngay cô bác anh chị. Chúng ta không được, chúng ta là người là fan của cô Hằng, chúng ta có lý trí, chứ không phải là cái như chúng ta đi tấn công vô cớ và nói những lời không hay với các cơ quan chức năng, hoặc là coi như bên cơ quan báo chí này kia, là không đúng cô bác anh chị nha. Rồi, những cái comment bình luận đó thì em hoàn toàn không chịu trách nhiệm, và nếu em thấy là em sẽ xóa em cô bác anh chị nghe, hoặc là cờ lơi mở lết cô bác anh chị nào giúp em thấy những cái bình luận tiêu cực thì xóa giúp em ha. Cảm ơn cô bác chị rất là nhiều. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mọi điều bình an. Cô bác chị nhớ cho một cái like, một cái comment để tăng đề sức tương tác của video em có cô bác chị ha. Cô bác chị nào chưa đăng ký kênh ủng hộ em. Một lần nữa cảm ơn cô bác chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Bye bye.